Tháng 3, Tây Nguyên mùa lễ hội, gió núi mênh mang, nắng vàng trải mật khắp các thung lũng triền đồi. Tiếng còng, tiếng chiêng âm vang khắp các buôn làng, kết nối những mái nhà rông, thúc giục lòng người. Hôm nay làng Ó xã Gia Vê mở hội, lễ hội mừng lúa mới để tạ ơn thần linh đã ban cho dân làng mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Ngay từ sáng sớm, bà con dân làng đã tụ tập đông đủ, chuẩn bị tham gia lễ theo phong tục cổ. Những nhịp cồng chiêng nổi lên mời hồn lúa về kho, báo với tổ tiên, báo với thần núi, cầu mong mưa thuận gió hòa cho những vụ mùa no đủ. Đội cồng chiêng của làng Ó có 16 thành viên, họ có mặt rất sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng vì cồng chiêng là linh hồn của lễ hội, là tinh túy ngàn đời của văn hóa người Gia Rai. Hai chiếc cồng, hơn chục chiếc chiêng cùng nhau hòa nhịp. Chiêng to do người già nhiều kinh nghiệm, chiêng bé giao người trẻ, cứ thế đánh theo nhịp, hợp nhất thành điệu, thành bài. Âm trầm, âm cao, âm vang tới những vách núi xa xa, tới tận cổng trời, đánh động tới cõi của giàng. Những chàng trai vạm vỡ, lưng trần đóng khố, những cô gái da nâu thắt đáy lưng ong trong đồ thổ cẩm. Những ghè rượu cứ vơi lại đầy, tiếng cồng tiếng chiêng vang vọng mãi không thôi. Những vòng xoay uyển chuyển nhịp nhàng, tay cầm tay đan kín quanh gốc cây nêu. Người tỉnh, người say, người thức, người ngủ, trời đất như giao hòa, lòng người nhẹ bẫng. Đã đi qua 70 mùa rẫy, nhưng tất cả những âm thanh từng bài chiêng, điệu xoang hay luật tục đẹp của cộng đồng người Gia Rai ở Chiêu Tông này như neo lại, bám rễ vững sâu trong tiềm thức già làng Siêu Do. Với già làng thì tâm nguyện lớn nhất của ông khi cuối đời chính là việc làm sao truyền dạy được cồng chiêng cho càng nhiều người trẻ càng tốt. Này mình ghi rồi nè, dạ tôi mình lấy cái to ra với ghi tầm mươi khắp mình. Ta tha cái thứ ta to và ta mươi thương. Còn chuyện mừng tha đường mình mê, bởi lỡ trên cơ thôi. Là chạt gạt này, dài tay này. Gun chan phong tục nó quan mà ai dạy mà đưa mà tự phải trình gỡ ra cho hơn lời chi bọn mạ hoa mày ngạ mình lời trình gỡ mày ngạ mình dài tay mày ngạ mình chặt mày ngạ mình này mau xã hội này đang tổ chức cái đội quang trình mà đang bơi lưỡi có bơi lưỡi của tôi tổ chức cái nào tôi van nào to ta và tầm mười nước tươi thời ta cái tự là mười lại cho chạy cái thau nào đội trình toàn trình nên hơn đội vận lên như tha với đội tầm mười tươi từng cụ từng làm lại trình làm lại gỡ rồi làm lại gong làm lại bơ. Ở Chư Plâm, hình ảnh những em nhỏ, độ tuổi chỉ từ 6 đến 9, thành thạo, tự tin tham gia biểu diễn cùng các đội cồng chiêng đã không còn hiếm. Các em có thể biểu diễn cồng chiêng, có thể hóa thân vào những nhân vật một cách sinh động, vô tư, nhuần nhuyễn. Việc truyền dạy cồng chiêng cho những người trẻ ở Chư Plâm diễn ra đa dạng. Thanh thiếu niên các làng đồng bào Gia Rai thường xuyên được các già làng, nghệ nhân, người hiểu biết cồng chiêng chỉ dạy. Ngành văn hóa cũng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên tổ chức các lớp cồng chiêng. Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở cũng có những mô hình hoạt động để thanh niên người Gia Rai thường xuyên được học hỏi, giao lưu cồng chiêng. Em học cồng chiêng lâu chưa? Em học cũng lâu rồi. Bên thôn trưởng nhà làng với lại học theo các anh đi trước. Đi nhà mô hay là đi giao lưu văn nghệ mấy anh chị chỉ trước đi trước chỉ lại truyền lại. Vì sao mà em lại thích học cồng chiêng? Vì cồng chiêng là di sản văn hóa của phong tục người Gia Rai của bọn em nên là em phải học để biết mai mốt còn truyền cho đời con cháu sau này ạ.
những năm qua, để khích lệ tinh thần bảo tồn và phát huy cổng chiêng trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện Chư Plông đã trích ngân sách cho các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản cổng chiêng. Tiêu biểu như các năm từ 2019 đến 2021, huyện đã trích ngân sách hơn 300 triệu đồng để mở 9 lớp dạy cổng chiêng cho thanh thiếu niên người Gia Rai. Cùng với đó, một số tổ chức, các mạnh thường quân đã ủng hộ mua tặng cổng chiêng cho các làng. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Chư Plông hiện có 371 bộ cổng chiêng với 6.747 chiếc, trong đó có 2.531 chiếc chiêng bằng, 4.216 chiêng núm. Loại chiêng chủ yếu là chiêng Ả Rập của đồng bào Gia Rai. Trong đó, gia đình dòng họ để lại 149 bộ, tự mua, trao đổi 213 bộ, được tặng cho 9 bộ. Phần lớn các bộ chiêng còn tốt, sử dụng được. Trong cái thời gian 3 năm gần đây, thì cấp ủy và chính quyền địa phương huyện Chư Plông rất quan tâm đến cái công tác bảo tồn và gìn giữ các cái nét truyền thống văn hóa của người Gia Rai. Cụ thể là đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên phối hợp với Phạm vòng Văn hóa Thông tin để tổ chức các cái lớp truyền dạy cổng chiêng Tây Nguyên nhằm góp phần tôn tạo rồi gìn giữ cái nét truyền thống văn hóa của dân tộc người đồng bào Gia Rai trên địa bàn. Từ năm 2019 bắt đầu thì với một lớp, nhưng sau đó thì dần tăng lên. Đến nay năm 2021 này thì Ủy ban dân huyện dành cái nguồn vốn là 200 triệu đồng và trung tâm đã phối hợp với các địa phương tổ chức được 6 lớp với số lượng là 305 học viên. Thì tôi cho rằng là những cái hoạt động như thế này nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng. Những cái lớp tổ chức như thế này, ban đầu trung tâm mời nghệ nhân Cờ So Hờ Nao từ thành phố Pleiku về tham gia giảng dạy, sau đó thì mời thêm nghệ nhân Râm Chêm Lui là nghệ nhân ở tại địa bàn huyện Chư Plông của chúng ta. Thì đây là những nghệ nhân phải nói rất là tài năng và tâm huyết với cổng chiêng Tây Nguyên. Thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là nhờ có những cái lớp này mà góp phần thêm đối với đồng bào trên địa bàn huyện, làm cho bà con coi như là nhắc nhớ lại cái truyền thống của dân tộc mình, đã có những cái kết quả rất là cụ thể và thiết thực. Trước đây thì có cái sự chảy máu về cổng chiêng, nhưng mà gần đây qua cái đi thực tế mở các cái lớp ở các cái địa phận xã, thì chúng tôi thấy rằng là một số địa phương đã có các cái việc làm rất là thiết thực, chẳng hạn như là hỗ trợ kinh phí cho các thôn làng, rồi các thôn làng cũng là thực hiện cái công tác xã hội hóa để đối ứng góp phần mua cổng chiêng cho thôn làng mình. Và trong các cái hoạt động của bà con thì đã xuất hiện, đã sử dụng cổng chiêng Tây Nguyên nhiều hơn. Về khi đi mở lớp thì ngoài việc mà sử dụng đối với các cái học viên là người lớn tuổi thì chúng tôi chú trọng đến các cái độ tuổi học viên như là thanh niên, thiếu niên cũng tham gia vào các cái lớp học. Đấy, thì trong cái thời gian tới, nhằm mà làm tốt hơn nữa cái công tác này, thì chúng tôi cũng đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương là ngoài tổ chức các cái lớp truyền dạy cổng chiêng ra thì có thể là đầu tư mà để mở các cái lớp như là chỉnh chiêng này, tạc tượng này, thì những cái hoạt động, những cái lớp như thế này thì cũng góp phần để mà gìn giữ cái văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Đấy. Bên cạnh cái việc mở lớp thì chúng tôi cũng thấy một cái hoạt động nữa là nên có cái chính sách quan tâm đến các nghệ nhân trên địa bàn huyện để mà giúp cho người ta có cái điều kiện để người ta hoạt động nghệ thuật và góp phần vào cái việc mà gìn giữ cái nét văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên không chỉ còn của riêng người Gia Rai, Ba Na hay Xê Đăng nữa, cũng không chỉ còn của riêng vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, mà nó đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của cả nhân loại từ năm 2005. Như một cách giữ lửa trong nghệ thuật cổng chiêng, hàng năm các địa phương trong huyện Chư Plông đều tổ chức liên hoan cổng chiêng. Đây là dịp để người dân trong xã tìm hiểu, thưởng thức các tiết mục cổng chiêng, hiểu biết thêm về những lễ hội, những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Gia Rai xung quanh không gian văn hóa cổng chiêng. Là dịp để các đội cổng chiêng của các làng so tài, giao lưu học hỏi lẫn nhau,
từ đó thắt chặt tình đoàn kết. Thông qua liên hoan cổng chiêng cũng là dịp để các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất sự cần thiết của việc bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cổng chiêng của người Gia Rai ở Chư Prông. Từ đó có những quyết sách, những sự đầu tư thỏa đáng, hợp lý cho công tác bảo tồn cổng chiêng